Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước. Còn bây giờ là phần điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Đoàn giám sát thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác phòng cháy và chữa cháy. Giai đoạn 2014-2018, Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng 9 mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy, 20 khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy hiệu quả, thành lập 5 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xây dựng 529 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng và gần 2.650 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi được huy động. Nhờ chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy nên tỉnh hạn chế được cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn. Chú trọng hiệu quả đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, ưu tiên hạ tầng kết nối cảng, đặc biệt tập trung nguồn lực thực hiện dự án cầu Phước An, đường 99B, đường Long Sơn, xử lý các điểm đen về môi trường là yêu cầu của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với tờ trình phê duyệt về số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tờ trình quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, tờ trình bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2019. Đoàn công tác thành phố Bandung, Indonesia có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong tuần qua, thống nhất việc xúc tiến đầu tư các lĩnh vực thương mại, du lịch và ngư nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất chọn xây dựng phòng trưng bày xúc tiến thương mại thành phố Bandung tại số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng Tàu, góc văn hóa Bandung tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mở nhà hàng của Bandung tại siêu thị Co-op Bà Rịa. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị ngài Hanif Salim, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến với Bộ Thủy sản Indonesia về việc liên kết khai thác thủy sản trên vùng biển Indonesia. Đoàn công tác Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao do ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác bảo hộ ngư dân, tàu thuyền của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vấn đề liên quan đến việc sử dụng quỹ bảo hộ công dân. Hai bên đã bàn các giải pháp để ngăn và xử lý ngư dân vi phạm vùng biển, không sử dụng định vị trong quá trình ra khơi, đồng thời giải quyết các trường hợp ngư dân bị bắt giữ, được bảo lãnh về nước nhưng không tự ứng nộp tiền vào quỹ bảo hộ công dân. Tại căn cứ quân sự Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vùng và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Được thành lập năm 2009, trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 Hải quân đã phát triển nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trong suốt thời gian qua, cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh vùng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trực, chốt, giữ, tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ vùng biển được phân công, bảo vệ các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác vũ khí trên thềm lục địa phía Nam. Đơn vị cũng tham gia hiệu quả hoạt động đấu tranh chống nước ngoài xâm phạm chủ quyền, thăm dò, hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển thềm lục địa phía Nam, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hội thơ đường luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khai mạc Ngày hội thơ đường luật Việt Nam lần thứ 14 năm 2019, thu hút hơn 800 nhà thơ đến từ 72 chi hội thơ đường luật của 43 tỉnh thành trên cả nước về dự. Với nhiều hoạt động phong phú, Ngày hội thơ đường luật Việt Nam lần này được đánh giá là sân chơi lớn, là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ tiếp tục có những tác phẩm chất lượng cao. Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân có sáng tác hay về Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành các quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, gồm xã Phước Long Thọ, Lộc An của huyện Đất Đỏ, xã Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Phước Thuận của huyện Xuyên Mộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền và xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
3 tháng đầu năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đáng lo nhất là tình hình tai nạn giao thông trên quốc lộ 51, đặc biệt là ở các điểm giao. Tại điểm giao đường 80 cũ với quốc lộ 51 thuộc khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, chỉ trong nửa tháng qua, gần 10 người đã thương vong do tai nạn giao thông. Dù đã được các cơ quan chức năng của thị xã, Sở Giao thông Vận tải ghi nhận đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, nhưng đến nay, giải pháp khắc phục điểm đen về tai nạn giao thông tại đây vẫn chưa được triển khai.